Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bim Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của câu chuyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2 của tác giả Trần Lê. Ở tập trước thì Yến đang kể tới đoạn cô Lài ở bên trong căn biệt thự kia một mình chống chọi với hai con quỷ. Mà cái con quỷ gương là con quỷ cầm đầu các bạn ơi, rất là khó để mà chống chọi với nó khi mà biết nó không chỉ là quỷ mà nó còn mưu mô xảo quyệt nữa. Đã quỷ, đáng sợ, có khả năng hại chết người ta mà nó còn thông minh nữa thì ai mà lầm lợi nó đây. Nhưng mà cô Lại làm lợi nha. Cô Lại có thể trị được nó. Nhưng mà trị bằng cách nào thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Người muốn làm gì? Thứ ánh sáng này tuy có làm cho ta khó chịu, nhưng muốn tiêu diệt ta thì chưa đủ đâu. Cô Lại nhìn vào gương đáp: ta đã 5 lần 7 lượt cho người cơ hội để quay đầu, nhưng thầy của ta đã đúng. Đối với loài quỷ dữ đánh mất linh hồn thì cách duy nhất để giúp chúng chính là tiêu diệt chúng. Hình như con quỷ nhà ngươi vẫn luôn coi thường ta, cả gan lợi dụng ta để đạt được mục đích của mình. Ánh sáng phát ra ký tự diệt viết bằng chữ tạng kia đúng là không thể tiêu diệt được ngươi, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Bắt đầu nào. Đứng dậy, cô Lại cầm trên tay 7 cây trâm, tiến sát đến gần chiếc gương, rút từng cây trâm bạc, giữ chặt bằng 2 đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ. Đưa trâm lên ngang tầm mắt, cô Lại miệng đọc chú, mắt tập trung nhìn vào cây trâm, 2 ngón tay siết lại. Cây trâm như được truyền vào một nguồn linh lực, trâm bạc chuyển thành màu đỏ rực như bị nung nóng. Cắm cây trâm đầu tiên vào viền bên tay trái của chiếc gương. Mặc cho viền của gương được làm bằng kim loại, chạm khắc hình hoa văn, nhưng trâm bạc lại có thể cắm vào dễ dàng như cắm vào đất vậy. Ngay sau khi cắm vào viền gương, cây trâm xì khói trắng rồi trở lại màu bạc vốn có. Chỉ có điều, ở vị trí cây trâm cắm vào đang rỉ ra một chất dịch có màu đen kịch như hắc ín. Tức thì hình ảnh cô Lại phản chiếu trong gương cũng mờ dần đi. Một bên tay trái của ảnh phản chiếu biến mất, chỉ còn lại một luồng khói đen không định hình. Cô Lại tiếp tục làm như vậy với cây trâm bạc thứ hai. Lần này cô Lại cắm cây trâm vào bên phải viền của gương, đối xứng với vị trí cắm chiếc trâm thứ nhất. Hình ảnh phản chiếu của cô Lại trong gương đã mất tiếp cánh tay bên phải, cũng để lại luồng khói đen vô định hình. Cô Lại nói: để xem nguyên hình thực của ngươi là gì nào. Giờ ngươi có muốn chạy cũng muộn rồi. Những cây trâm này của ta sẽ ghim ngươi lại. Đúng như lời cô Lại nói, từ lúc cô Lại bắt đầu cắm 2 cây trâm vào 2 bên viền tấm gương, con quỷ trong gương không di chuyển được nữa, vẫn giữ hình ảnh của cô Lại, tiếng của nó vọng ra từ trong gương: nếu người giết ta, cháu gái người cũng sẽ chết theo ta. Cô Lại tiếp tục sử dụng cây trâm thứ 3. Lần này cây trâm được cắm vào cạnh dưới của viền bên trái. Cũng giống như 2 lần trước, hình ảnh trong gương lại có một bộ phận bị mất đi. Lần này chính là chân trái. Con quỷ gương đang dần hiện nguyên hình khi không thể mượn được hình ảnh của người đứng bên ngoài. Cô Lại đáp lại lời của quỷ gương: đúng là trước đó ta không ra tay tiêu diệt người, là bởi vì giết người cũng chính là giết chết cháu gái ta. Nhưng bây giờ thì khác, cho dù ta có giết người thì cháu ta dù có bị ảnh hưởng, tuy nhiên trên người nó hiện đang đeo một bảo vật kỵ tà, thế nên nó sẽ không chết. Việc này cũng phải cảm ơn người. Nhờ có chuyến đi vừa qua mà cháu gái ta mới có được cơ may này. Không diệt người nó cũng phải chết, chi bằng diệt người rồi ta sẽ tìm cách cứu nó sau. Như thế vẫn còn cơ hội. Vậy nên ngoan ngoãn mà chịu chết đi, con quỷ đáng kinh tởm. Cây trâm thứ 4 được cắm vào viền bên tay phải tấm gương, đối xứng với cây trâm thứ 3. Lúc này chỉ còn lại phần thân và cái đầu phản chiếu trong gương mang hình dạng của cô Lại. Không, ta không chấp nhận. Căn phòng đột ngột chao đảo, đồ đạc đổ vỡ, sách từ trên kệ rơi xuống tứ tung, bóng đèn điện chập chờn rồi nổ thành nhiều mảnh. Tiếng nước chảy rào rào từ tất cả các vòi nước bên trong ngôi biệt thự. Yến và Lệ phải giữ chặt tay nhau, cùng ôm lấy cậu bé Khang tránh khỏi ngã. Con quỷ đang cố gắng sử dụng toàn bộ oán khí cũng như sức mạnh của nó nhằm tìm cách chống lại bùa phép mà cô Lại đang sử dụng. Cô Lại dường như cũng đã gặp phải vấn đề. Những tiếng ho khan liên tục vang lên, cùng với đó là sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi đổ ra không ngừng. Yến biết 3 ngày qua cô Lại đã vất vả rất nhiều. Ngay cả chuyến xe từ Lào Cai trở về Hải Phòng,
cũng đã khiến cho thể trạng của cô lại suy kiệt. Đối với một người đàn ông khỏe mạnh, trải qua chuyến đi dài và ngồi sau vô lăng liên tục trong khoảng thời gian 10 tiếng đồng hồ không được nghỉ ngơi, chắc cũng ít ai chịu nổi. Vậy mà cô lại với cái cơ thể mệt mỏi ấy vẫn đang tiếp tục sử dụng bùa phép, hao tổn linh lực để đối đầu với quỷ gương. Yến mặc dù biết mình không thể giúp được gì, nhưng nhìn cô lại như vậy, Yến không thể cứ đứng yên nhìn mãi. Yến định chạy về phía cô lại, nhưng ngay lập tức cô lại đưa tay ra ngăn lại. Cô lại nói lớn cho cả Yến cùng Lệ nghe thấy. Không ai được tới gần đây, cả hai đứa vẫn còn nhớ những gì mà ta đã dặn trước đó rồi chứ. Bây giờ chính là lúc hai đứa thực hiện nó. Đi đi. Cô lại lảo đảo đứng không vững khi mọi thứ trong căn phòng này đang rung chuyển dữ dội. Chỉ có duy nhất chiếc gương là không suy chuyển. Con quỷ trong gương có lẽ cũng đã nhận ra được sự suy yếu của cô lại. Nó cười lớn. Khả năng sức mạnh của người thật đáng gờm, nhưng có vẻ như bản thân người cũng kiệt quệ rồi. Muốn chạy ư? Các người không thoát được đâu. Bàn ghế trong phòng đổ rạp, phía sau lưng Yến và Lệ, các bức vách tường cũng đang bắt đầu nứt ra. Trên mái nhà, những tấm ngói lợp cũng bắt đầu rung lắc, nứt vỡ. Mọi thứ báo hiệu cho thấy toàn bộ ngôi biệt thự sắp sụp đổ. Cô lại gắng gượng đứng dậy, trên tay vẫn cầm chắc 3 cây trâm, 2 cây trâm bạc và 1 cây trâm vàng. Cô lại tự nói với bản thân. Cố lên nào, chỉ còn 2 cây trâm nữa thôi. Thầy hai, thầy luôn cảnh báo con rằng ma quỷ rất đáng sợ, nhưng con sẽ không chịu thua đâu. Dùng cây trâm bạc tự tay cứa một đường khá sâu nơi lòng bàn tay trái. Máu từ lòng bàn tay cô lại chảy ra nhỏ xuống cả nền nhà. Ngậm chiếc trâm vàng trong miệng, tiếp tục dùng cây trâm bạc rạch tiếp một đường tương tự trong lòng bàn tay phải. Hai bên tay, mỗi bên nắm chặt một cây trâm bạc. Nhắm mắt lại, cô lại niệm chú trong đầu. Hai cây trâm bạc ít giây sau phát ra màu đỏ rực như bị nung nóng. Việc truyền linh lực vào hai cây trâm đã hoàn thành. Cô lại cố lê từng bước chân đến gần chiếc gương để làm nốt công việc còn đang dang dở. Chiếc trâm thứ 5 được cắm vào chính giữa viền ngang bên dưới của tấm gương. Đúng lúc đó, hình ảnh trong gương đã không còn thân người, chỉ còn duy nhất cái đầu vẫn đang giữ hình dạng. Chiếc trâm thứ 6 được cô lại cắm vào phần cạnh trên đỉnh của gương. Khi cây trâm bạc cuối cùng ghim vào gương, hình ảnh phản chiếu của cô lại trong gương đã biến mất hoàn toàn. Tất cả chỉ còn lại là một luồng khói đen kịch. Luồng khói này cuộn lại lúc thì mang hình dáng của con người, lúc lại biến thành những hình thù kỳ dị không xác định. Âm thanh chói tai vang khắp căn phòng. Con quỷ gương đã bị 6 chiếc trâm bạc kìm giữ. Nhưng dẫu vậy, ngôi biệt thự vẫn đang trong quá trình sụp đổ. Quá tập trung vào quỷ gương, cô lại lúc này mới nhận ra Yến và Lệ vẫn đứng ở đó chưa chạy. Cố gắng dùng sức, cô lại quát lớn. Ta nói chạy đi cơ mà, rời khỏi đây ngay, nếu không chúng ta sẽ chết hết. Không còn nhiều thời gian nữa, nhận thấy mình cũng đã sắp gục ngã, rung rung hai bàn tay đầy máu, cô lại nhặt lấy cây trâm vàng đã liên kết sợi chỉ đỏ trong tay áo. Bây giờ chỉ cần phóng cây trâm này vào chữ tạng kia là quỷ gương sẽ bị tiêu diệt. Mắt đã mờ dần, tay rung lên vì mệt mỏi. Đây chính là cơ hội để kết thúc tất cả mọi chuyện. Nhưng không, khi cô lại còn đang định hình để ra đòn kết liễu, thì trong gương, con quỷ gương không phản chiếu hình ảnh của bất kỳ ai nữa. Nó đang hiện ra hình ảnh của Khôi. Không chỉ vậy, còn là một bộ dạng vô cùng đáng thương. Trong gương, Khôi bị trói lại bởi những sợi xích bạc. Chiếc gương phát ra tiếng nói. Lệ ơi, anh Khôi đây, cứu anh với, anh sắp tan biến rồi. Cứu anh với, Lệ ơi, anh nhớ em lắm. Anh cô đơn quá, Lệ ơi, làm ơn cứu anh. Lệ nhìn thấy hình ảnh của người yêu đang đau đớn, thống khổ như vậy, thì nước mắt tự dưng chảy xuống không ngừng. Đặt cậu con trai xuống, Lệ giống như người mất hồn. Cô lao thẳng về phía chiếc gương. Anh Khôi, là em đây, em là Lệ đây. Cô lại không còn sức để ngăn cản Lệ nữa. Cô lại với tay cố gắng túm lấy Lệ, nhưng không kịp. Đừng tới đó, dừng lại. Yến cũng chỉ kịp hét lên. Chị Lệ!
trước khi Lệ biến mất vào trong gương quỷ. Biến mất? Nghe đến đây, Kim đứng bật dậy hỏi. Cả Phú cũng thấy chuyện này thật khó mà tin nổi. Phú cũng hỏi. Có nghĩa là Lệ sau khi chạy tới gần chiếc gương thì biến mất, không thấy đâu nữa. Ý em là Lệ đã bị hút vào trong gương ư? Yến gật đầu đáp. Chính xác là như vậy. Chị Lệ đã biến mất ngay trước mặt em một cách không thể nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, em không còn nhìn thấy chị ấy đâu nữa. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Kim hỏi dồn. Vẫn còn xảy ra chuyện gì sau đó nữa sao? Yến trả lời. Vâng, không chỉ chị Lệ, mà cả Khang cũng... Yến nhớ lại. Trong cái khoảnh khắc mà Lệ biến mất, Yến sững sờ đứng thất thần chôn chân tại một chỗ. Chỉ khi Khang cất tiếng khóc rồi chạy theo mẹ, Yến mới giật mình bừng tỉnh. Nhưng khi Yến quay sang nhìn thì Khang cũng đã chạy đến gần chiếc gương mất rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ ơi, mẹ ơi. Tiếng khóc của Khang cũng biến mất cùng với cậu bé ngay sau đó. Yến còn chưa kịp gọi Khang quay lại, mắt mở to cố gắng nhìn thật kỹ. Trước mắt Yến chỉ có cô Lại vẫn đang gắng gượng đứng dậy nhưng không được. Còn hai mẹ con Lệ, họ không còn ở đây nữa. Yến rùng đôi chân muốn bước tới gần chỗ cô Lại, nhưng cô Lại quay lại nhìn Yến lắc đầu. Cô Lại thều thào. Chạy, chạy đi. Nếu cháu tới gần, cả cháu cũng sẽ bị nó bắt đi. Chạy khỏi đây. Yến vừa khóc vừa nói. Cô ơi, cháu không thể bỏ cô ở lại đây được. Đúng lúc ấy, bên trong tấm gương dần dần hiện lên hình ảnh. Trong gương, cả Lệ và Khôi đang bị luồng khói đen kịch kia bao phủ. Cả hai đang cố gào thét, vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Trong gương có giọng nói vang lên. Giờ thì ngươi tính sao? Nếu như ngươi phá hủy tấm gương này để tiêu diệt ta, thì ngươi cũng sẽ giết chết cả hai mẹ con nó. Sao thế? Ra tay đi chứ. Cây trâm vàng trên tay cô Lại đang phát sáng. Cây trâm như được bao bọc bởi ánh hoàng kim. Chút linh lực cuối cùng đã được cô Lại truyền vào cây trâm. Quỷ gương nói đúng. Nếu bây giờ cô Lại phóng trâm phá hủy tấm gương, hai mẹ con cô Lệ cũng sẽ chết. Nhưng ngay lúc này, bản thân cô Lại cũng không có cách nào cứu lấy hai mẹ con Lệ nữa. Không tiêu diệt gương quỷ, hậu họa sẽ càng khôn lường. Sẽ có nhiều người khác phải chết. Trong cuộc đời mình, có lẽ đây chính là khoảnh khắc mà cô Lại khó lựa chọn nhất. Phóng trâm tiêu diệt quỷ gương hay dừng tay lại. Thời gian 6 cây trâm bạc kiềm giữ gương quỷ cũng không còn duy trì được bao lâu. Cô Lại nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Dồn hết sức lực, cô Lại nhìn thẳng vào gương, nói. Lệ, Khang, cho ta xin lỗi. Nhưng nếu ta không làm vậy, con quỷ này sẽ còn hại chết thêm nhiều người. Tới lúc đó, chỉ e không ai ngăn cản được nó nữa. Ta sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại để cầu siêu cho hai mẹ con. Quỷ gương, tới lúc ngươi phải biến mất rồi. Không, không được, cô Lại, đừng làm vậy. Đừng giết mẹ con chị ấy, đừng mà, họ không đáng phải chết. Yến hét lớn trước khi cô Lại định phóng cây trâm vàng. Khẽ quay đầu nhìn cháu gái. Tiếng khóc của Yến đã khiến cho cô Lại không đành lòng. Vốn dĩ trong thâm tâm cô Lại cũng không hề muốn làm tổn hại đến mẹ con Lệ. Cuộc đời Lệ sống đến ngày hôm nay đã quá nhiều tổn thương. Khang là món quà duy nhất mà ông trời ban tặng để bù đắp lại cho Lệ sau những đau thương cùng cực ấy. Vậy mà chính cô Lại đã khiến cho cuộc sống của hai mẹ con Lệ bị đảo lộn. Giờ lại còn muốn ra tay giết chết họ nữa. Cây trâm vàng rơi xuống nền nhà. Ánh hoàng kim phát ra từ nó cũng tắt dần. Cô Lại buông thõng hai tay. Quyết định của cô Lại đã thay đổi vào đúng thời khắc cuối cùng. Nhìn Yến, cô Lại rơi nước mắt, nói. Cho cô xin lỗi. Yến lao tới muốn ôm lấy cô Lại. Tiếng cười man dại phát ra từ tấm gương quỷ quái. Con người thì vẫn mãi là con người thôi. Ta sắp thoát ra khỏi đây rồi. Hãy chịu chết đi. Cô Lại quỳ cả hai chân xuống,
quay đầu nhìn Yến đang chạy tới. Cô lại thều thào: "Đừng lại đây, cháu phải chạy ngay đi." Hình ảnh hai mẹ con Lệ bên trong tấm gương cứ như thể đang bị hút vào sâu thẳm bóng tối vô tận. Họ bị luồng khói đen kia cuốn lấy. Chữ tàn trên mặt gương cũng không còn phát sáng nữa. Toàn bộ ngôi biệt thự chao đảo, rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết. Đồ đạc trong căn phòng nơi Khôi tự tử đổ sầm xuống đất. Các bức tường bắt đầu rạn nứt lớn hơn. Cửa kính vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Những con cú lợn cùng những con quạ đập cánh lao thẳng vào bên trong, qua những ô kính đã vỡ. Trong bóng tối, đôi mắt chúng ánh lên màu đỏ rực, nhìn chằm chằm vào chiếc gương, như đang chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy tới. "Cô Lại ơi, cô có sao không? Cô chảy nhiều máu quá." Yến ôm chặt lấy cô Lại, rồi vừa khóc vừa nói trong nước mắt. Cô Lại khẽ chạm nhẹ bàn tay ướt đẫm máu lên khuôn mặt xinh đẹp của Yến. Nước mắt cũng đã rơi. Cô Lại đáp: "Cô bảo cháu phải chạy đi mà. Cho cô xin lỗi, cô đã hại mọi người." Yến nghe vậy thì càng khóc to hơn. "Không, là lỗi của cháu. Chính cháu mới là người khiến tất cả gặp tai họa. Lẽ ra cháu nên chết đi từ mấy ngày trước. Là tại cháu." Tiếng kính nứt vang lên khiến cả hai cô cháu rùng mình. Cô Lại ôm chặt lấy Yến, che chở cho Yến. Mắt nhìn về phía gương quỷ. Từng vết nứt đang dần dần xuất hiện và lan ra khắp bề mặt gương. Tấm gương đã chuyển thành màu đen, không còn bất cứ hình ảnh nào phản chiếu từ nó nữa. Cô Lại dùng thân mình che chắn, ôm Yến. Cô Lại khẽ mỉm cười rồi nói: "Có kiếp sau, hãy làm con gái của cô nha." Tiếng gương vỡ vang lên trát chúa, cùng với đó là một luồng áp lực phóng ra sau âm thanh kinh hồn. Áp lực như một vụ nổ lớn thổi bay tất cả mọi thứ, trong đó có cả cô Lại đang cố gắng bảo bọc, che chở cho Yến. Ngôi biệt thự sau chấn động, một vài mảng tường đã bắt đầu đổ sập như muốn chôn vùi tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, Yến chỉ kịp nhìn thấy xung quanh mình toàn một màu đen vô vọng. Mọi thứ tưởng chừng như đã không còn hy vọng. Nhưng đúng lúc con người ta tuyệt vọng nhất thì phép màu lại xảy đến. Ngay sau tiếng gương vỡ vụn trát chúa, căn phòng bừng sáng. Không biết ánh sáng phát ra từ đâu, nhưng đó là một thứ ánh sáng dễ chịu. Ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi. Dường như thứ ánh sáng ấy đang mỗi lúc tiến một gần hơn đến vị trí của Yến và cô Lại. Sau khi bị luồng áp lực kia thổi văng, cơ thể Yến đập mạnh vào chiếc ghế gỗ phía sau lưng. Đôi mắt mơ hồ, mấp máy môi, Yến nói bằng giọng yếu ớt: "Là thứ gì vậy? Muốn tôi chết cũng được, nhưng đừng hại thêm ai nữa." Đâu đó Yến còn nghe thấy giọng nói của cậu bé Khang: "Mẹ ơi, mẹ ơi, đẹp quá mẹ ạ." Yến nghĩ trong đầu: "Là con trai chị Lệ, vậy là mình có thể đến gặp họ rồi sao?" Yến thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhõm một cách lạ thường. Không còn gì đè nén, cũng chẳng còn cảm thấy sợ hãi, lo lắng gì nữa. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên Yến nghĩ đến cảnh tượng mà cô từng đọc trong một cuốn sách. Yến nghĩ mình đã chết. Thứ ánh sáng trước mặt cô chính là ánh sáng nơi thiên đường, là cánh cửa mở ra để đón nhận những linh hồn đã chết. Nhẹ nhõm quá, hóa ra chết là như thế này. Vậy cũng đâu có gì đáng sợ. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Trong luồng ánh sáng kia xuất hiện một người đàn ông ăn mặc lịch lãm. Anh ta có làn da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh, chiếc mũi cao cùng mái tóc đen khẽ xoăn lọn. Anh ta đứng đó nhìn Yến rồi nở một nụ cười tựa như thiên thần. Yến có thể nghe thấy rõ giọng nói của anh ta, một giọng nói quen thuộc: "Xin lỗi và cũng cảm ơn em rất nhiều." Yến vẫn còn đang choáng ngợp trước những điều xảy ra trước mắt. Không biết là thật hay mơ, Yến khẽ đáp: "Là thiên sứ đến đón tôi phải không ạ?" Người đàn ông mỉm cười khẽ lắc đầu. Anh ta cúi mình cảm ơn Yến rồi cứ thế tan biến dần. Khi anh ta biến mất, ánh sáng trong căn phòng tỏa ra như những con đom đóm. Những đốm sáng ấy nhẹ nhàng bay lên không trung rồi biến mất. Đó cũng chính là hình ảnh cuối cùng mà Yến nhìn thấy trước khi ngất đi. Đang kể mà Yến giật mình
khi Kim đập tay xuống bàn một cái khá mạnh. Đồng thời Kim nhảy cẩn lên, vỗ hai tay vào nhau đen đét. Kim vừa cười vừa nói, như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Là Khôi, không thể nhầm đi đâu được. Thiên sứ, thiên thần mà em nhìn thấy, đó chính là Khôi. Biết ngay là mọi chuyện sẽ không sao mà, chị nói đúng chứ. Yến hơi sững người một giây. Cả Phú cũng có chút hoang mang trước biểu hiện của Kim. Nhưng ngay lập tức cả hai nhìn nhau như hiểu ra. Họ khẽ cười. Yến làm bộ bất ngờ đáp. Dạ vâng, chị nói đúng rồi. Đó chính là linh hồn của anh Khôi. Phải mất mấy giây, Kim mới định hình lại được dường như hành động của cô vừa rồi hơi lố. Bởi ngoài Kim ra, Yến thì không nói vì là người kể chuyện. Còn Phú, hắn bình thản như chẳng có gì bất ngờ. Cứ như thể hắn đã biết cho dù Kim không nói ra vậy. Kim hỏi Phú. Sao cậu lại cười? Tôi nói đúng mà, có gì đáng cười sao? Phú xua tay vội đáp. À không, tôi không có cười cô đâu. Tôi cười vui thôi mà. Kim lừ Phú rồi quay sang hỏi Yến. Nhưng sau khi tấm gương đó vỡ, chị tưởng con quỷ gương sẽ xuất hiện và giết em chứ nhỉ? Sao hình ảnh em nhìn thấy lại là linh hồn của Khôi? Yến giải thích. Vâng, lúc ấy em cũng nghĩ như vậy. Để giải đáp cho thắc mắc của chị, một lần nữa em lại phải nhắc đến chữ Duyên. Người đã cứu tất cả bọn em, trong đó có cả cô Lài, không ai khác, chính là bà Mo Khẳng. Kim há hốc mồm ngạc nhiên. Mo Khẳng? Sao lại là Mo Khẳng? Chẳng lẽ sau khi mọi người rời khỏi nhà bà Mo thì bà ta đã bí mật đi theo về tới tận ngôi biệt thự à? Phú nói với Kim. Không phải đâu. Ý của Yến ở đây chính là cây ngải quý mà Mo Khẳng đã đưa cho Lệ lúc hai mẹ con họ rời khỏi bản. Anh nói đúng chứ Yến? Yến đưa tay lên làm dấu like rồi gật đầu lia lịa. Dạ đúng rồi. Chính là cây ngải đó. Mọi người còn nhớ lúc nãy khi kể em có nhắc tới đoạn Mo Khẳng trao cây ngải cho mẹ con chị Lệ và nói chỉ cần nhỏ máu của Lệ vào cây ngải thì Mo Khẳng sẽ giúp được bọn họ không? Cả Phú và Kim đều gật đầu nói có nhớ. Yến tiếp. Cây ngải đó được bỏ vào chiếc túi nhỏ mà cậu bé Khang đeo trên lưng. Khi thấy mẹ bị hút vào trong gương, Khang đã chạy theo để rồi cũng bị quỷ gương bắt. Ngay từ đầu, nó đã tính mượn xác của Khang để nhập hồn, nên nhân cơ hội đó, nó bắt luôn cả Khang. Nhưng đó cũng là lúc nó vô tình đưa vào trong gương một thứ đáng sợ. Đó chính là cây ngải huyết nhân, một cây ngải quý có chứa đựng linh hồn của Mo Khẳng. Phú hỏi, ngải huyết nhân là gì? Yến đáp, em cũng không rõ và cũng không được nhìn thấy, nên không biết hình thù nó như thế nào. Chỉ biết rằng sau này cô Lài giải thích thì đó là một loại ngải cực kỳ quý hiếm. Thông qua cây ngải này có thể đoán biết được sự việc cách xa hàng nghìn dặm. Có thể kết nối thần giao cách cảm giữa người luyện ngải và người cho ngải ăn máu. Có lẽ Mo Khẳng cũng đã đoán biết được chuyến đi của mẹ con Lệ sẽ gặp nguy hiểm, nên bà ấy trao cho mẹ con họ cây ngải đem theo phòng thân. Kim hỏi tiếp. Vậy là sau khi con quỷ bắt hai mẹ con Lệ vào trong gương, thì ngải huyết nhân đã phát huy tác dụng. Yến gật đầu. Đúng là như vậy. Sau khi em tỉnh lại lúc đó đã là nửa đêm, hai mẹ con chị Lệ ở bên cạnh em, có cả cô Lài nữa. Khi ấy em mới tin rằng mình vẫn còn sống. Thật may mắn khi cô Lài vẫn bình an, cả chị Lệ và Khang cũng vô sự. Em bị bất tỉnh vì đầu va vào chiếc ghế gỗ. Cô Lài đã che chắn cho em khỏi áp lực. Cũng nhờ có anh Khôi mà hai cô cháu không bị những mảnh gương vỡ găm vào người. Theo như những gì chị Lệ kể, sau khi bị bắt vào trong gương, hai mẹ con chị ấy đã nhìn thấy linh hồn anh Khôi. Đúng như lời cô Lài, linh hồn Khôi đã bị quỷ gương giam giữ, sai khiến. Nó muốn biến Khôi trở thành quỷ để nhanh chóng phá bỏ phong ấn mà tên linh mục đã yểm vào chiếc gương. Linh hồn của những cô gái còn trinh trắng chính là thức ăn để quỷ gương gia tăng sức mạnh. Ngoài việc có vài điểm tương đồng với chị Lệ, như trùng ngày tháng sinh, có liên quan đến cuốn sách Túp lều bát tôm, thì đó chính là điểm em đã thu hút con quỷ gương khi em đặt chân đến ngôi biệt thự lần đầu tiên. Phú thắc mắc. Nhưng chẳng phải trước đó cũng đã có một người chết trong ngôi biệt thự sao? Còn nữa, nếu em nói con quỷ gương chỉ thích linh hồn của những cô gái còn trong trắng, thì sao nó lại chỉ chú ý đến em mà không bắt những người khác? Bởi vì anh nhớ đội của em hôm tìm đến ngôi biệt thự, còn có hai cô gái khác đi cùng nữa mà. Yến khẽ đỏ mặt không đáp. Kim lên tiếng. Có gì đâu mà khó hiểu. Ngoài hai thằng được rửa ra, thì trong số ba đứa con gái chỉ còn mỗi cái Yến là chưa ý bao giờ.
hai đứa kia ăn trái cấm rồi nên thoát chứ sao nữa. Mà tổ sư con quỷ này, sao nó khôn thế nhỉ? Muốn bắt hồn mà còn phải chọn gái tơ, gái còn trinh mới chịu. Đúng là đồ quỷ à. Yến mặt đỏ tí tai, trong khi Kim thì cứ thao thao bất tuyệt. Yến vội nhìn Kim lắc đầu, miệng nói lý nhí. Kìa, chị Kim. Kim vô tư quá nên lúc đó mới hiểu ra. Kim hỏi, mà chị nói có đúng không? Yến gật gật. Dạ vâng, em cũng không chắc chắn. Nhưng Vi và Thơm, cả hai người họ đều đã có người yêu từ năm lớp 10 rồi. Còn về tên nghiện chích, hắn có lẽ bị dọa cho sợ mà ngã xuống bể bơi rồi chết đuối. Kim chép miệng. Đấy, biết ngay mà. Đùa chứ, ở cái thời này, may ra thì còn mỗi em là chưa biết mùi đời, mặc dù sắp 22 tuổi đến nơi rồi. Chứ chúng nó có người yêu từ năm lớp 10, có khi còn hơn cả gà ấy chứ. Như chị mày đây cũng... Yến nghe Kim nói mà ngượng chính mặt. Kim cũng phát hiện mình bon mồm quá nên nói hớ. Kim vội chửi lại. À không, như chị mày đây cũng phải 20 tuổi mới có người yêu. Mà lạc đề quá rồi. Thế chuyện tiếp theo như nào? Yến khẽ hắn giọng. Phú thì giả bộ làm ngơ, cầm cốc nhấp ngụm nước. Yến nói tiếp. Em chỉ biết là chị Lệ cắn đầu ngón tay, nhỏ máu vào cây ngải. Sau đó cây ngải đã hấp thụ linh hồn của quỷ gương. Nói nôm na như cô lại giải thích thì Mo Khẳng đã dùng cây ngải bắt lấy con quỷ vậy. Nhưng cũng phải nhờ vào tình yêu cũng như niềm tin của chị Lệ dành cho anh Khôi nữa. Thế nên linh hồn anh ấy mới quay trở lại, không hóa thành quỷ. Quỷ gương bị tiêu diệt, phong ấn tự nhiên bị hóa giải. Chiếc gương vỡ giải thoát cho linh hồn Khôi cùng mẹ con Lệ. Những đốm sáng như đom đóm mà em nhìn thấy chính là khoảnh khắc linh hồn anh Khôi được siêu thoát sau 7 năm bị kìm giữ. Nhờ có hai mẹ con Lệ mà Khôi đã chấp nhận buông bỏ. Sau khi anh Khôi được giải thoát, đường chỉ đỏ trên cánh tay em cũng biến mất. Mối duyên âm giữa người sống và người chết như vậy cũng kết thúc. Kim gật gù. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Mặc dù đã biết cái kết, nhưng khi nghe chi tiết mới thấy ý nghĩa hơn rất nhiều. Sau tất cả nguy hiểm, gian nan, đổ cả máu cũng như đánh cược tính mạng, thì cuối cùng mọi chuyện cũng êm đẹp. Mà bà Mo Khẳng ấy cũng ghê gớm thật nhỉ. Chỉ bằng một cây ngải mà tiêu diệt con quỷ ngon ơ. Thế mà ngay từ đầu không mời bà ấy đi cùng thì có phải xong rồi không? Yến mỉm cười. Mọi chuyện trên đời này đâu thể theo ý mình được đâu chị. Cô lại nói các thầy Mo, thầy bùa người dân tộc luôn có những quy định riêng của mình. Đối với họ, nó giống như một lời nguyền với chính bản thân họ. Những người như Mo Khẳng, họ không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đó là lý do vì sao bà Mo lại sống trong rừng và chỉ ở trong bản. Ít khi chạm mặt dù là người trong bản. Lúc đến nhà Mo Khẳng, cô lại đã biết Mo Khẳng là người cực kỳ đáng sợ. Cô lại nói với em, một người sở hữu được ngải huyết nhân, có được cả nanh của ma mèo, thì không thể là người tầm thường được. Cũng may mà Mo Khẳng không phải người có tâm tà. Thành ra khi cô lại mạo phạm, bà ấy không ra tay ngay. Chứ không thì có là thầy của cô lại cũng khó lòng cứu nổi. Hơn nữa, cô lại cũng nói, chuyện của mình thì phải tự mình giải quyết. Thế nên cô lại không dám nhờ đến Mo Khẳng. Nhờ có duyên gặp Mo Khẳng mà mọi sự đều tốt đẹp. Phú hỏi, thế còn mẹ con Lệ thì sao? Hai người họ sau đó như thế nào? Yến cười rạng rỡ trả lời. Câu hỏi của anh mới chính là cái kết đẹp nhất mà em muốn kể với mọi người đây. Em thì không nghĩ đó là sự trùng hợp, mà là sự sắp đặt của ông trời thì đúng hơn. Sau khi linh hồn anh Khôi được giải thoát, bố mẹ anh ấy không hiểu sao sau nhiều năm bặt vô âm tín đã gọi về cho cô Thảo. Cô Thảo kể hết mọi chuyện với hai người họ về em và cô Lài. Vợ chồng bà Uyên tức tốc liên lạc với cô Lài thông qua tấm card mà cô Lài đưa cho cô Thảo. Mấy ngày sau họ thu xếp về Việt Nam. Lúc ấy mẹ con chị Lệ cũng đang ở tạm nhà của cô Lài. Sau 7 năm, bà Uyên đã òa khóc ngay khi nhìn thấy cậu bé Khang. Bà ấy khóc rất nhiều. Bà Uyên vừa khóc vừa xin lỗi Lệ và nói Khang giống hệt như Khôi hồi nhỏ. Cũng như bao người khác, nghĩ rằng Lệ đã chết, ân hận vì sai lầm của mình đã cướp đi hai mạng sống. Sau khi sang Pháp chữa trị, bà Uyên đã hồi phục lại, nhưng suốt 7 năm, chưa bao giờ bà Uyên ngừng dằn vặt, đau khổ. Trở về Việt Nam nhận con dâu, nhận cháu trai. Khi ấy cả em cũng không cầm được nước mắt.
chị Lệ cuối cùng cũng có được sự chấp nhận từ mẹ của Khôi. Khang sau 7 năm đã được gặp ông bà nội. Lúc đó họ mới kể cho cô lại nghe chuyện Tay Linh Mục đã chết cách đó 3 năm. Hai vợ chồng bà Uyên cũng không ngờ được rằng Tay Linh Mục ấy đã giam giữ linh hồn con trai họ suốt quãng thời gian dài. Họ muốn cảm ơn cô lại bằng rất nhiều tiền, nhưng cô lại không nhận. Thay vào đó, họ tu sửa lại trại trẻ tình thương Hoa Hướng Dương và cam kết sẽ cùng cô lại góp phần bảo bọc, chăm sóc cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương đến mãi sau này. Cầm khung hình hai cô cháu chụp chung, Yến khẽ rơi nước mắt. Bức hình này em cùng cô lại chụp ở trại trẻ Hoa Hướng Dương. Có cả hình chụp chung với gia đình chị Lệ nữa, nhưng có lẽ cô lại cất hết đi, chỉ để tấm này bên ngoài. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, em lại càng khâm phục cũng như yêu quý cô lại hơn. Cô lại đã chọn cách giải quyết khó khăn nhất, nguy hiểm nhất. Nhưng sau tất cả những nguy hiểm ấy, hoa thơm đơm bông, quả ngọt kết trái. Thật tuyệt vời phải không ạ? Trong suốt những ngày qua, đây là lần đầu tiên Phú với Kim nhìn nhau rồi mỉm cười gật đầu. Cả hai đồng thanh đáp. Còn trên cả tuyệt vời ấy chứ. Gần hết buổi sáng, câu chuyện về mối duyên âm của Yến cuối cùng cũng đã kết thúc bằng một cách không thể đẹp hơn. Đúng như những gì mà cô lại mong muốn khi bắt đầu mọi chuyện. Người chết được thanh thản, siêu thoát, còn người sống có thể vui vẻ sống tiếp. Bằng cái tâm của mình, mặc dù có những lúc phải đối mặt với nguy hiểm, tính mạng như mảnh chỉ treo chuông, nhưng sau tất cả, mọi người vẫn được bình an vô sự. Kim trước đó chưa hiểu được gì nhiều về cô Lài. Kim chỉ biết cô Lài là một bà thầy bói có gì đó bí ẩn, thậm chí là hơi cổ quái, khó gần. Qua câu chuyện của Yến, Kim đã thay đổi suy nghĩ. Đúng là không thể nhận xét một người bằng cách chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài của họ. Cũng giống như bà Mo Khẳng, trong câu chuyện của Yến, Mo Khẳng có vẻ bề ngoài đáng sợ, lại còn biết điều khiển âm binh, luyện ra nhiều loại bùa ngải. Ấy vậy mà Mo Khẳng lại là người có tâm tốt. Không có bà Mo thì chắc có lẽ trước đó hai mẹ con Lệ đã chết từ lâu. Không chỉ vậy, nếu xét một cách rộng hơn thì Mo Khẳng còn cứu cả cô Lại và Yến nữa. Phú trầm ngâm suy nghĩ mà thộn cả mặt. Yến thấy vậy vội hỏi. Anh Phú, anh sao vậy? Có phải lại đau đầu rồi không? Phú đáp. À không, anh đang nghĩ về câu chuyện của em thôi. Ban đầu nghe thì có vẻ như mọi chuyện rất đơn giản. Nhưng khi em cùng cô Lại bắt đầu đi tìm lại quá khứ của Khôi, của Lệ, của ngôi biệt thự, anh thấy quả nhiên tất cả đều được bắt nguồn từ chữ duyên. Có một thứ gì đó liên kết tất cả mọi người lại. Nếu ví dụ như không phải là em mà là một cô gái khác, thật không dám nghĩ mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Hoặc trong cái đêm em tính nhảy lầu tự tử, nếu không có chiếc vòng hổ phách mà cô Lại tặng cho mẹ em một năm về trước, thì oán hận của người chết, dằn vặt, đau khổ của người sống, cùng với đó là sự tiếc nuối, lãng quên của Lệ và cậu con trai, bi kịch sẽ nối tiếp bi kịch. Còn quỷ gương muốn mượn tay cô Lại để đạt được mục đích, nhưng rồi nó lại vô tình trở thành nguyên nhân, giúp cho linh hồn Khôi siêu thoát, từ đó hóa giải tất cả mọi chuyện. Có một câu nói theo anh nghĩ rất đúng trong trường hợp này. Yến hỏi, là câu gì vậy ạ? Phú trả lời, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Họa hay phúc cuối cùng vẫn chính là kết quả được phản ánh bởi cách tiếp nhận vấn đề của chúng ta mà thôi. Phúc chưa hẳn đã tốt, mà họa cũng không chắc đã là xấu. Kim nhăn mặt. Vẫn chưa hết ngáo à? Nói luyền thà luyền thuyền. Đã là phúc thì chỉ có tốt, mà họa không xấu, có cho cũng chẳng ma nào dám rước. Vớ và vớ vẩn. Phú khẽ cười, giải thích câu nói của mình cho Kim hiểu. Vậy chị nghĩ sao nếu như người giải quyết vấn đề duyên âm cho Yến không phải là cô Lại mà là một người khác? Cô Lại cũng nói, việc cắt duyên âm có những thầy cao tay ấn sẽ lựa chọn cách hóa giải như ép vong, trục vong, đánh cho vong hồn tiêu tán. Nếu làm như vậy, chắc chắn Lệ và Khang giờ này vẫn đang sống trong nhà của Mo Khẳng nơi núi rừng hoang vu. Còn linh hồn Khôi có thể đã tan biến không cách siêu thoát. Hoặc cũng có thể Khôi hóa quỷ rồi báo oán chính bố mẹ của mình. Tiêu diệt được ma quỷ có thể cho là phúc, nhưng lại chưa hẳn là phúc. Lựa chọn hiểm họa, nguy hiểm, tính mạng có thể mất bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng lại là một kết cục viên mãn. Từ đó mới thấy, tầm nhìn
cũng như độ thiện tâm của cô Lại đáng trân quý đến nhường nào. Nghe Phú nói, lúc này Kim mới nhìn nhận rõ hơn về những vấn đề trong câu chuyện. Nhưng vẻ bên ngoài vẫn cố chấp không chịu công nhận. Kim quay đi không nói gì thêm. Còn Yến ngồi đó vừa nghe, ánh mắt vừa nhìn Phú đắm đuối. Thấy Yến nhìn mình, Phú đỏ mặt hỏi. Hình như anh nói có hơi quá phải không? Yến xua tay. Dạ không, không phải thế đâu. Chỉ là em thấy những gì anh vừa nói ra rất giống... mà thôi, nghe anh nói hay lắm à. Cảm ơn anh. Phú cũng cười đáp lại. Cảm ơn gì chứ? Anh mới là người phải cảm ơn em mới đúng. Nếu không gặp em trên chuyến bay ấy, chắc có lẽ giờ này anh cũng đã trở thành kẻ điên hoặc chết rồi ấy chứ. Yến cúi xuống, hai má ửng hồng, những ngón tay khẽ đan vào nhau bối rối. Yến thở thề. Bởi vì chúng ta có... Có duyên, đúng chưa hả bà nội? Ghê quá đi mất. Hai người ngang nhiên thả thính nhau trong khi tôi còn đứng sờ sờ ngay tại đây. Khiếp hồn. Biết rồi, biết là liền anh liền chị có duyên có số với nhau rồi. Bớt bớt tí đi cho con nhờ. Đứng đây cũng thấy thính bay lung tung, thính bay rợp trời, thính thơm nứt cả mũi rồi. Ngưng được chưa? Cũng sắp 12 giờ trưa rồi đấy. Ngừng cho tôi ăn cơm chó, mà nấu cái gì đó cho tôi ăn đi ạ. À. Yến ngại quá, vội đứng dậy, rối rít nói. Vâng, em nấu ngay đi. Nãy có thấy trong tủ phòng bếp có nhiều đồ ăn lắm. Cô Lại cẩn thận thật đấy. Chuẩn bị bao nhiêu là đồ ăn cho anh Phú trong thời gian ở đây luôn. Chị Kim muốn ăn gì để em nấu, cả anh Phú nữa. Kim chưa ngừng xéo sắc. Gớm, giờ mới coi tôi là chị, mới hỏi tôi phải không? Tính chị cô biết rồi còn hỏi. Nấu cái gì chẳng ăn. Nãy chị thấy có nguyên một tảng thịt sườn to đùng. Làm vài rãnh sườn nướng kiểu barbecue. Tẩm ướp gia vị gì mà có cả mật ong. Như hồi trước em làm ấy. Ăn với cơm trắng ngon nhất nách luôn. Yến hỏi Phú. Vậy trưa nay chúng ta ăn sườn nướng mực ong, ăn kèm salad rau củ và cơm trắng nhé. Phú gật đầu. Nghe hấp dẫn thật đi. Yến rất giỏi nấu ăn nhỉ. Sáng ăn tô bánh đa cua mà giờ anh vẫn còn nhớ hương vị đây này. Kim đế vào. Chuyện, em gái tôi ngoài cái chuyện tình cảm không biết gì, dễ bị trai nó lừa ra, thì cái gì nó cũng là nhất. Nấu ăn ngon số 1 luôn đó. Thế nên thằng nào mà làm em gái tôi khóc, tôi hứa sẽ lóc từng miếng da, miếng thịt của nó ra, chấm mù tạt, nhai sống như sashimi luôn. Yến cười trừ. Chị nói gì mà ghê vậy? Thôi, hai người ngồi đây đợi, em đi chuẩn bị cơm trưa cho mọi người. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Và cuối cùng thì mình cũng biết được tương tận câu chuyện duyên của Yến như thế nào. Và trong cái quá trình kể chuyện thì quả thật là bà Kim cũng mắc cười khi mà ở cuối cùng nghe hai người nói chuyện qua nói chuyện lại về cái vụ cái duyên gì đó thì giống như là tàng hình đó các bạn. Có cảm giác Kim khi đó là người tàng hình để cho hai anh chị đối đáp qua lại để mà thả thính nhau, quả thật là như vậy. Nhưng mà thấy cũng dễ thương. Quay về câu chuyện duyên của Yến, quả thật là một câu chuyện có một kết thúc có hậu. Khi mà Lệ sau bao nhiêu tủi nhục, sau bao đắng cay khổ sở trong cuộc sống, thì phần đời còn lại của Lệ cũng được an ủi. Chắc chắn một điều là bà Uyên trong suốt thời gian 7 năm sống trong dằn vặt đau khổ thì khi mà nhận lại về cháu nội, bà đã có rất là nhiều sự thay đổi trong tư duy, suy nghĩ và chắc chắn một điều để bù đắp cho con trai của mình và xoa dịu tất cả những cái cảm giác tội lỗi đó thì bà ấy sẽ đối xử rất là tốt với cháu của mình cũng như là đối xử tốt với lại Lệ. Thì nửa phần đời còn lại của Lệ là cũng ok rồi đó các bạn. Thì coi như bên phần của Lệ là có một cái kết thúc quá là có hậu đi. Mà quả thật sau khi mà mình thấy được toàn cảnh cô Lại đấu với lại cái con quỷ gương kia, đấu mà muốn sùi bọt mép, muốn xỉu luôn á, hết sức mình luôn, cũng không có đấu lại cái con quỷ gương khi mà nó quá là quỷ quyệt. Nhưng mà cuối cùng lại thua dưới tay của Mò Khẳng. Mà Mo Khẳng không có trực tiếp ở đó nha, chỉ gửi đi một cây ngải thôi. Và ở trong cây ngải đó có một phần linh hồn của Mo Khẳng. Thì chứng tỏ là thì các bác cũng tưởng tượng là cái khả năng của Mo Khẳng là phải cực kỳ khủng khiếp. Người ta hả Bluetooth từ xa mà điều khiển là đã có thể tiêu diệt được con quỷ gương rồi đó các bạn. Bác tưởng tượng cái cảnh mà Mo Khẳng bước chân tới cái biệt thự là bước tới cổng là cái con quỷ đó nó bị nói hơi quá nhưng mà tưởng tượng là bắp tưởng tượng trong đầu cái cảnh Mo Khẳng bước chân tới ngôi biệt thự mà giống như trong phim siêu nhân á, khi mà siêu nhân xuất hiện mà biến hình á các bạn, rất là ngầu luôn á. Nội mà đứng từ xa thôi
mà đã có thể giúp tiêu diệt được cái con quỷ gương một cách khủng khiếp, khiến cho nó hả không có kịp ngáp nữa. Thấy Mo Khẳng rất là ngầu luôn á, mà giống như cô Lại phân tích, nếu như Mo Khẳng mà có tâm xấu á, thì quả thực mọi chuyện nó sẽ đi theo một cái hướng mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Nổi cái chuyện cô Lại bước chân vô trong nhà của Mo Khẳng, nơi Mo Khẳng ở, mạo phạm tới bà ấy, mà bà ấy chấp, bà ấy kiểu như là quở trách đó, thì cũng thấy mệt mỏi rồi, chứ đừng nói tới việc là giúp đỡ. Mà không có sự giúp đỡ của Mo Khẳng thì cũng xong, chết hết. Chết hết tất cả mọi người. Nhưng nhờ là Mo Khẳng là người giỏi và có tâm tốt, yêu thương Lệ hết lòng, thì đó là một cái tình yêu rất là chân thành. Và có một điểm tương đồng giữa Mo Khẳng và cô Lại, thì cô Lại cũng là một người thầy, cũng là một người thầy tốt. Bởi vì không có con cho nên cũng coi Yến giống như là con ruột. Cái quá trình mà tiêu diệt con quỷ gương thì Bắp cảm nhận được đó là một cái tình yêu, một cái tình mẫu tử thiêng liêng cao cả. Mặc dù họ không có phải là mẹ ruột của những người con gái đó, nhưng mà họ đã yêu thương những người con gái đó giống như là con ruột của họ vậy. Là cô Lại và Mo Khẳng đó các bạn. Đó là tình yêu mà Mo Khẳng dành cho Lệ và cô Lại dành cho Yến. Trời ơi, nó là một cái sự kết hợp song song. Cái này thiệt sự là Bắp không biết là tác giả có cố tình tạo ra cái tình huống này, mà Bắp thấy rất là hay. Khi mà đó là một cái hình ảnh phản chiếu ở trong gương và ở bên ngoài, đúng không? Thì khi mà ở bên ngoài đây, cô Lại cố gắng bảo vệ Yến bởi vì rất là thương Yến, giống như là con gái của mình. Thì ở trong gương á, khi đó Lệ đã chạy vào trong gương rồi, và bé Khang cũng chạy vô trong gương, thì có cầm theo cái cây ngải, có mang linh hồn của Mo Khẳng, và nhờ như vậy mới cứu được mọi người. Thì ở bên trong gương cũng là một hình ảnh của một người mẹ cố gắng bảo vệ con gái của mình, mặc dù đó không phải là con ruột của mình, nhưng mà cũng hết lòng yêu thương bảo vệ và che chở. Và ở giữa là một cái tấm gương, và hai bên nó giống như là soi cho nhau á. Bắp thấy rất là hay, rất là đẹp nha. Trời sao mà Bắp nhận xét ra được cái hay quá vậy. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Khi mà có một cái kết thúc quá là có hậu với Lệ thì cũng vui, nhưng mà còn về Phú thì mọi chuyện vẫn còn đang dang dở và cần phải được giải quyết. Và cái ca của Phú khá là nặng, khi mà cũng có liên quan tới một tấm gương, thì không biết có liên quan bà con dòng họ anh em gì với cái thằng quỷ gương kia hay không. Thì mời các bạn quay trở lại với những tập tiếp theo của câu chuyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê phần 2 nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha.